ngày xưa ta quân giang nên anh đâu có thể nhập vào đảng. Và nếu một khi mà ba em đã phán điều lính tới bắt anh đâu thì phản kháng. Nhà anh còn mẹ già và em ngoan nên thân không bị dính thêm bản án. Chúng ta đâu thể nào có tương lai, em đâu cần phải luyến tiếc nữa vì bây giờ em là công dân Việt Nam nhưng sau này quốc tịch em là của Mỹ. Lỗi đâu phải do em hay do anh mà là lỗi cho chiếc áo màu xanh, lỗi của những chú chim én đầu cành, lỗi ba em muốn em lo học hành. Bạn trai trước